Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, bằng việc tìm hiểu sao chiếu mạng về vận hạn, bạn sẽ biết được về tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 1 này như thế nào. Và từ đó thì quý vị sẽ có được kế hoạch để tránh được những điều xui xẻo, giảm bớt vận hạn của mình và tăng cường những điều tốt lành trong cuộc sống này. Xem tử vi cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 1 này cho biết tháng 1 vận hạn của quý vị vất lên giống như là diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo đến. Và trong phần luận giải ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi về vận hạn của những người tuổi Quý Tỵ để biết được là tại sao trong tháng 1 âm lịch họ lại có được nhiều may mắn và thành công đến như vậy nhé. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay sau đây cùng với Phong thủy Gia Cát. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, ngũ hành, trường lưu thủy, họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lùi ở đời, đều hiểu, là người rất giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên, người này lại có tâm địa xấu xa, có lòng đố kỵ, khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu rất chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận và thường suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc gì đó. Họ hiểu rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán hướng đi đúng và rất tốt. Tử vi tháng này, gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập kết thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, gia chủ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp nhâm dương thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Quý Tỵ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến bản thân. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, gia chủ không phải đối diện và xử lý nhiều việc khó giải quyết trong năm. Đồng thời cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà bản mệnh đã không còn so đo tính toán hoặc nhúng tay vào quá nhiều công việc. Bạn bắt đầu dành nhiều sự tin tưởng cho con cháu trong nhà và để con cháu tự giải quyết những việc quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều. Trong các công việc hàng ngày, người tuổi này nên biết lượng sức mà làm, không nên làm việc quá sức dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi, thậm chí là tổn thương không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Tỵ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Khoản tiền tích góp được từ trước đó có thể giúp bản mệnh sống thoải mái mà không phải lo đến việc túng thiếu. Thêm vào đó, bạn thường xuyên nhận được sự quan tâm chăm sóc của con cái nên hoàn cảnh sống đa phần là dư giả. Ở độ tuổi này, người làm ăn kinh doanh cũng cần phải chú ý đến việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, chớ vì những đồng tiền lời lãi mà làm việc quá độ, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn nhiều trên phương diện sức khỏe. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Đã đến độ tuổi này, gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt là tránh làm việc quá sức, dễ gây ra những tổn thương khó chữa trị.
gia chủ cũng nên duy trì tập thể dục phù hợp với sức của mình để cải thiện sức khỏe. Trong tháng, gia chủ khó tránh những bệnh người già liên quan đến xương khớp, thị lực hay thần kinh. Tháng này, gia chủ nên tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý, thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn không có thời gian chăm sóc bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Các gia chủ tuổi Quý Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho quý gia chủ tuổi Quý Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia đạo cát lành, gia chủ đối nhân xử thế hài hòa, thường tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nếu sống một mình, người tuổi này thường nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, cuộc sống không có nhiều biến động. Mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, con cháu trong nhà đa phần đều ngoan ngoãn nghe lời. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, xung thân Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn nốt đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông. Và sau đó thì chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo từ kênh để có thể cập nhật được những kiến thức bổ ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.